dằn nha anh em. Rồi đó. Mình bịp lên màu anh em. Rồi cánh à. Trúng. Hàng của mini anh em ơi. Được cô dằn nghe anh em. Rồi tiếp tục nghe anh em. Núp ruộng ở dưới cây. Núp dưới cây hả? Dưới mấy gần mấy sông. Đâu rồi xuống dưới cái vậy? Trời chân cây trời. Thấy không? Từ từ nha, qua đây cái. Thấy rồi. Thấy rồi. Trời rớt. Rớt. Trời rớt. Rớt. Ủa, bị mẹ anh em ơi. Bị bịp anh em. Bắn bòi khó trúng anh em tại cây không à. Ờ. À, y núp đang xị núp nó im ngu luôn trời. Lên đọc nó im ngu luôn. Ồ, bị bịp lên màu anh em. Mới lên à. Rồi. Tiếp tục nha anh em. Đâu rồi? Hút đậu không bay nữa chứ. Rồi cánh này. Rồi cánh này. Mồi cũng đi. Mồi chơi chết luôn chứ ra giữa xong à. Trời ơi. Ừ. Xong dương chú để lợi dụng. Chết được rồi. Rồi gục rồi. Con nói siêu cổ quá. Siêu cổ nhiều. Hả à, cu dằn anh em. Tự nhiên nó bay nó bơi xuống xuống hang anh em. À, lấy càng câu lên tới lụm nha. Cậu bợ lắng kìa. Lên đi cậu bợ đậu vô cái chút kìa. Cũng mini nghe anh em. Rồi tiếp tục nghe anh em. Trúng. Trúng. Rớt ông nội. Trời ơi trời nó bay ra đây nó rớt nè anh em. Gì? Mới rớt nè mà.
Rồi đây nè anh em. Rồi. Bắn tới đây nó mới rớt anh em ơi. Trúng chân anh em ơi. Rồi cô mini anh em, tiếp tục nha. Đẹp. Bà nói rồi. Cái đó cô dặn gì mà. Cú dặn. Đừng bay con gắn xiên ba con. Đừng có bay gắn xiên ba. Trời rớt con. Ba con bắn rớt con trời. Bay lên luôn cái gì trời. Có cầu rồi. Em lượm chưa? Chảo. Bắn theo chảo đi. Hả cô vàng anh em ơi. Đậu dây điện ba con tính bắn xiên ba không trúng anh em ơi. Bắn tới canh đầu á, canh đầu bắn nó mấy xiên ba nổi nha anh em. Con này rất tự do rồi. Nó từng kiếm luôn rồi. Trời đừng nó bay lên nghe, nó thấy con kia bay lên á. Trời ơi, nằm đây nè cô ơi. Cô mini nghe anh em. Tiếp tục nghe anh em ơi. Chiều rồi chắc mình về lay ra anh em ơi. Rồi hello, xin chào anh em nha. Thì đây thành quả của chuyến đi săn ngày hôm nay anh em ơi. Hôm nay thì mình bắn thì nó hơi ít chim anh em. Bữa nay gió quá nhiều rồi. Nhất là buổi sáng nha, vừa gió mà vừa lạnh nữa. Nên mình bắn chặt vuột lên anh em ơi. Có buổi trưa mình bắn được một tí cu, được 5 con à, 5 con với con mình bẹp. Thì anh em coi thấy hay thì cho để một like, một đăng ký kênh nha anh em. Để ủng hộ mình làm những clip mới nha. Thì có lẽ đây là clip cuối cùng của năm 2022 anh em ơi. Chuẩn bị đón năm mới rồi, xin chúc tất cả anh em mình là thật nhiều sức khỏe và phát tài nha. Năm mới phát tài. Thì sang năm mới thì anh em mình bêm nhiều, chim nhiều hàng hơn anh em. Thì năm mới mình rảnh thời gian mình sẽ làm clip cho anh em xem tiếp nha. Rồi. Cảm ơn anh em. Tạm biệt nha.